Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hãy khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mồng mấy? Mùng 3 tháng 12, Giáo hội Kính Thánh Francisco Xavier là bổn mạng của các sứ truyền giáo, bổn mạng của nhiều ông, nhiều anh, nhiều tổ chức, nhiều tập thể trong Tâm Thịnh Hiệp Thông. Xin chúc mừng những người nhận Thánh Francisco Xavier là bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Thánh Francisco Xavier sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier trong một gia đình quyền quý của vương quốc Navarre nhỏ bé ở miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày hôm nay. Khi Francisco lên 5 tuổi thì nước Tây Ban Nha thôn tính và sáp nhập Navarre, khiến gia đình của Francisco lâm cảnh nước mất nhà tan. Muốn tiến thân bằng con đường trí thức, năm 13 tuổi, Francisco đến Paris để học. Tại Paris, Francisco sống trong cùng một căn phòng với chân phước Ferro Fabre và sau đó là với Thánh Ignacio. Chúng ta vẫn nghe nói gần mực thì, gần đèn thì, gần thánh thì cũng nên giống, gần quỷ thì nên giống. Vậy anh em muốn gần thánh hay gần quỷ? Gần thánh. Ai muốn gần quỷ giơ tay? Không ai muốn gần quỷ hết. Nhưng mà bây giờ lỡ mà quỷ nó đến với ta thì sao? Đuổi đi. Một người nói rằng lỡ quỷ đến với ta thì ta đuổi đi. Còn những người khác, nếu quỷ đến với ta thì ta làm cái gì bây giờ đây? Hả? Xua đuổi quỷ. Mà bây giờ quỷ đây không phải là quỷ, nhưng mà những cái người mà tội lỗi, những cái người mà yếu đuối, những cái người lỗi lầm, nó có quỷ ở trong người. Bây giờ nó đến với mình thì mình làm gì đây? Cũng xua đuổi à? Có xua đuổi không? Không. Chúa đâu có xua đuổi, Chúa chỉ đuổi quỷ. Chúa có đuổi người không? Không. Chúa trục xuất quỷ trong con người, chứ Chúa không đuổi người mà ở trong con quỷ. Nhớ không? Chúa chỉ đuổi quỷ ở trong con người thôi. Cho nên nếu mà anh em mình có những người tội lỗi yếu đuối mà đến, thì ta đón tiếp những con người tội lỗi yếu đuối, và ta phải làm cách nào đó cầu nguyện, làm gương sáng, khuyên nhủ để cho chất thánh ở trong con người đó được sáng lên và chất quỷ nó tan biến dần đi.
Đấy, mục đích của giáo điểm Tin Mừng chúng ta luôn mở rộng vòng tay đón tiếp những con người tội lỗi, những con người yếu đuối là vì như thế. Cho nên tôi có ba em nó sống chung, nó làm việc thì mỗi đứa một tính. Và tôi nói rằng chúng con phải cố gắng làm sao cái thằng nào tốt phải ảnh hưởng trên cái thằng xấu, đừng để cái thằng xấu nó ác cái thằng tốt. Mà thường cái tốt nó ảnh hưởng hay là cái xấu nó ảnh hưởng mạnh cái xấu. Cho nên khó lắm. Cái thằng nó đang ngoan mà tự nhiên nó chơi với thằng xấu thì nó ngoan hay nó hư? Có một anh nói trời ơi, cầu nguyện cho con của con. Thằng con của con nó đang ngoan lắm, đang học giỏi lắm, về tự nhiên nó không muốn đi học nữa. Bảo sao vậy? Nó bảo nó không muốn đi học nữa, giờ nó muốn đi làm. Thì hỏi ra là ngày xưa nó chơi cái bạn tốt thì nó tốt, nhưng mà gặp cái bạn xấu nó rủ rê, thôi bỏ học đi làm kiếm tiền. Thế là nó không muốn học nữa, nó bỏ nó đi làm, nó muốn đi làm để kiếm tiền. Tôi bảo thôi thì đưa nó đến đây để làm cho tôi không trả tiền, nhưng mà tôi trả kinh, được không? Ai muốn trả kinh không trả tiền cho tay. Rồi mai đến làm nha ông. Ông giơ tay mai không đến là ông chết rồi đó. Thì thưa anh chị em, có nhiều khi chúng ta quá đặt nặng về vấn đề tiền bạc và cứ nghĩ rằng cứ làm thì phải có tiền mới làm. Nhưng mà thực sự ra cái đồng tiền nó đâu mua được nước trời đâu. Cho nên Francisco Xavier, chúng ta nghe tiếp câu chuyện của Francisco Xavier coi cậu ta như thế nào. Năm 28 tuổi thì Francisco cùng với một nhóm bạn của Ignacio khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm việc tông đồ. Đến năm 31 tuổi thì Francisco chịu chức linh mục ở miền đông bắc nước Ý. Năm 35 tuổi, Francisco xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh của Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba. Đến tháng 4 năm 1541, Francisco xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được Goa là bên Ấn Độ. Suốt 10 năm truyền giáo, Francisco suốt 10 năm truyền giáo đã đi cả 100.000 cây số. Trong 7 năm đầu, Francisco truyền giáo ở mũi Comoren, sau đó là Ceylon, Malaysia và từ đó đến Indonesia. Nếu anh chị em nào đi du lịch ở Malaysia thì người ta sẽ dẫn anh chị em đến cái vùng mà Thánh Francisco Xavier truyền giáo còn nhiều dấu tích ở đó. Khi chúng tôi đi sang Malaysia thì người ta có dẫn chúng tôi đến cái điểm truyền giáo mà Francisco đã đặt chân đến đó, cũng như ở Indonesia. Là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng đầu tiên ngoài châu Âu, Francisco yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với nhà dòng và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Truyền giáo của Francisco đưa lại kết quả, đó là Francisco đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và gây dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Có nhiều lần rửa tội, Paulo rã cả tay ra vì cứ đổ nước rửa tội cho người ta. Anh chị em tưởng tượng cả 100.000 người như vậy trong 10 năm trời. Còn tôi thì không có rửa tội nhưng mà đặt tay cũng rã tay ra. Thế chị em tưởng tượng mới đặt tay không đã rã rồi mà đây cứ phải đổ nước rửa tội thì cái tay nó rã rời như thế nào. Và bây giờ năm nay thì cũng là đúng 10 năm tôi lãnh cái sứ mạng mà Chúa trao, đó là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, không đi cả 100.000 cây số, đi nhiều nước như là Francisco, nhưng mà từ Nam chí Bắc dấu chân lòng thương xót đã đi đến rất nhiều xứ, nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều miền. Ngày xưa là những cánh chim xanh, bây giờ là nhóm thiện nguyện Tín Thác. Cha con chúng tôi vẫn rong ruổi hết chỗ này đến chỗ kia, hang cùng ngõ hẻm, từ các bệnh viện đến các nhà thương thí, đến các trại mồ côi, đến những nơi lầm lỡ, đến những mái ấm khuyết tật, đến những người dân tộc, đến những người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Từ đạo cho đến đời, những dấu chân lòng Chúa thương xót, chúng tôi cũng theo gương Thánh Francisco để dấu chân lòng thương xót được đến với những con người, những người có đạo mà chưa biết đến lòng Chúa thương xót.
cũng như những người không đạo và chưa hề biết đến lòng Chúa thương xót là gì. Thưa anh chị em, và tại giáo điểm tin mừng chúng ta ngày hôm nay, anh chị em mình cũng đang làm công việc của Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco đi khắp nơi và là quan thầy các sứ truyền giáo Teresa Hải Đồng Giêsu, cả một đời ở trong dòng kín cũng là bổn mạng các sứ truyền giáo. Vậy thì kẻ ra đi hay là người ở nhà cầu nguyện đều là truyền giáo, đều là loan báo tin mừng. Và anh chị em ở đây, chúng ta là những người loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng loan báo to lên chứ loan báo bé vậy tao ngủ hết. Loan báo tin mừng loan báo tin mừng loan báo tin mừng. Vâng, anh chị em phải ngày nào cũng phải hét to lên, chúng tôi là cái sứ mạng là loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng bác ái, bằng việc tông đồ như là Francisco Xavier hoặc là Teresa Hải Đồng Giêsu. Và thành quả tông đồ của Francisco đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh. Trong vòng 2 năm, Ngài đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản. Trước khi ra đi, Ngài trao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha. 20 năm sau thì cộng đoàn này đã lên đến 30.000 người. Thưa anh chị em, cuối cùng Francisco vì muốn vào Trung Quốc để truyền đạo, vì Francisco biết rằng cánh đồng Trung Quốc mới là cánh đồng bao la bát ngát vô tận với con số hơn 1 tỷ người chưa nhận biết Chúa. Cho nên Francisco đã đến đảo Thượng Xuyên ngay cửa khẩu Quảng Châu để chờ thuyền lén lút đưa Francisco vào Trung Quốc. Tiếc rằng tại đây Francisco ngã bệnh và qua đời trong một cái chòi tranh, chỉ có một anh thanh niên trẻ thông dịch viên ở bên cạnh mà thôi. Chúng ta thấy kết cục của một đời rong ruổi loan báo tin mừng, kết cục một đời đi đông đi tây để mà thiết lập những cộng đoàn, biết bao nhiêu người trở lại, biết bao nhiêu là người theo đạo, nhưng khi đặt chân đến Trung Quốc chưa làm được chuyện gì thì ngã bệnh và chết trong một con chòi, chỉ duy nhất có một thanh niên ở bên cạnh. Còn tất cả những thương gia mà đã đưa Francisco lén lút đi vào Trung Quốc để truyền đạo, họ đã bỏ rơi Francisco hết. Thưa anh chị em, đấy, số mạng của những người đi theo Chúa, số mạng của những người loan báo tin mừng, số mạng của những người loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót ngày hôm nay cũng sẽ là như thế. Khi đọc chuyện Francisco, tôi đối chiếu cuộc đời của mình. 10 năm Francisco rao giảng, tôi 10 năm được Chúa gọi để đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và biết chắc rằng cái số phận của mình cũng sẽ phải là như thế, là sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị ruồng rẫy, sẽ bị chết dần chết mòn, sẽ bị tiêu hao dần mòn và có thể không có một người thân ở bên cạnh như Francisco Xavier. Và Chúa nói với Thánh Faustina rằng số phận của những người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót là dường như họ không được thấy kết quả ngay lúc còn sinh thời, nhưng chỉ sau khi họ qua đời thì kết hoa trái ấy mới đơm bông. Những cái hạt giống mà họ gieo, họ không được thấy thành quả. Người đời sau có khi 5 năm, 10 năm, có khi mấy chục năm sau mới thấy được cái thành quả đó. Cho nên Faustina bảo, Chúa ơi, như vậy thì có ai mà đi làm công việc đó được? Chúa bảo, vì thế ta mới cần con, vì thế ta mới tha thiết kêu mời các con là hãy đáp lại lời mời gọi của ta mà đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, tôi cảm thấy rằng vì mình yếu đuối, tôi cảm thấy rằng vì mình là con người tội lỗi, Chúa biết rằng tôi dễ nản chí, dễ bỏ cuộc, dễ muốn nghỉ chơi. Như là Faustina đã nhiều lần nói với Chúa, đại Chúa con nghỉ chơi Chúa đi, cho con nghỉ việc loan báo lòng thương xót đi, Chúa nhờ người khác đi, chứ con
bé bỏng yếu đuối này không làm gì được hết. Chúa biết tôi như vậy, cho nên dẫu sao đi nữa Chúa cũng cho thấy được phần nào hoa trái của lòng thương xót. Chúa đã đơm bông kết trái tại chính giáo điểm tin mừng này. Đây, những ai hôm nay đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, Chúa xin giơ tay. Biết cao tay lên. Đây, vẫy lên, vẫy lên, vẫy lên. Đây là hoa trái của lòng Chúa thương xót mà Chúa cho chúng ta được nhìn thấy ngày hôm nay. Giơ hai tay lên, giơ hai tay lên. Vỗ. 1, 2, 3. Hoa trái lòng thương xót của những người loan báo lòng thương xót. Chúng con từ khắp nơi đến đây cầu nguyện và loan báo lòng thương xót Chúa, ra về làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Anh chị em thấy vui không? Vui chứ, dẫu sao đi nữa Chúa cho anh chị em mình thấy được rằng là con đang đi đúng đường rồi. Những khó khăn như cái thử thách đó, và hoa trái đã bắt đầu đơm bông, đã bắt đầu kết trái từ những hạt giống lòng Chúa thương xót được gieo trong nước mắt, trong mồ hôi, trong máu, trong những đau khổ, trong những thống khổ nhất thưa anh chị em. Và Chúa cho mình thấy được cái đó, đó là một cái niềm an ủi thiêng liêng thôi. Không có cho mình thấy được những lâu đài nguy nga tráng lệ, những ngôi đền thờ lộng lẫy cao sang, kính lòng thương xót Chúa. Không, Chúa không cho mình thấy. Và Chúa cũng chẳng cần thiết phải thấy cái đó, vì Chúa phải thấy rằng là những tâm hồn của anh chị em đang là đền thờ lòng thương xót Chúa. Và người ta đến với anh chị em là người ta gặp gỡ được lòng thương xót Chúa ở trong đền thờ của anh chị em. Đấy, điều đó mới là điều quan trọng. Rồi vài tuần lễ sau thì người ta từ qua đến tìm xác của Francisco và đem về qua để chôn cất. Francisco Xavier qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 và đã được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 phong thánh cùng với Ignacio vào năm 1622 và được đọc làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thưa anh chị em, Francisco được hoán cải đó là nhờ một lời mà Francisco nghe được. Đấy là gì? Đó là Francisco nghe được câu được lời lãi thế gian mà đánh mất sự sống mình thì được ích gì. Đấy là điều mà Francisco nghe đi nghe lại, và chính lời đó tác động trên Francisco từ bỏ tất cả những vinh quang của thế gian, từ bỏ tất cả những gì mà thế gian đang réo mời, đang réo gọi, để ra đi loan báo tin mừng. Hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì? To nữa lên để cho những người còn đang đắm chìm trong lợi lộc thế gian, còn đắm chìm trong những bả vinh quang của thế gian, còn đang lao đầu đi tìm tiền của mà quên mất Chúa, hãy nhớ rằng được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì đâu. Francisco Xavier đã nghe câu đó và đã hoán cải, đã biến đổi cuộc đời của mình, trở thành người đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay theo gương Thánh Francisco cũng phải trở thành người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót bằng cách là anh chị em mình đi đến đâu cũng phải cố gắng làm sao cho người ta thấy được điều mà trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah của ngày thứ 2 sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng nói như sau. Thưa anh chị em, đó là gì? Chúng ta được mời gọi là rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mong ước của cả thế giới, của cả nhân loại đó là
hòa bình. Mà chúng ta thấy rằng bao giờ có hòa bình được khi mà người ta cứ chạy đua vũ trang. Mỹ, Nga đua nhau sản xuất những vũ khí tối tân nhất, rồi Trung Quốc cũng nhảy vào cũng đua nhau sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Người ta có bao nhiêu cuộc hội nghị cho hòa bình, nhưng sau hội nghị đó thì mỗi nước về lại đua nhau chạy đua vũ trang sản xuất những vũ khí tối tân nhất để hủy diệt nhanh nhất, hiệu quả nhất và tàn phá khủng khiếp nhất. Chỉ cần ông Tổng thống Mỹ một bữa nào đó ông ấy buồn, ông ấy bấm một cái nút thôi thì có thể là cả nước Việt Nam mình tan thành mây khói ngay, thưa anh chị em. Và ông Nga ông bảo mày bấm thì tao cũng bấm, thì bên Mỹ cũng tan thành mây khói. Và ông Mỹ bảo thằng Trung Quốc mà ngon tao bấm luôn một phát nữa thì cả Trung Quốc cũng tan thành mây khói. Chúng ta thấy rằng là ngoài mặt thì người ta vẫn hội nghị, vẫn kêu gọi hòa bình, nhưng mà bên trong lòng thì người ta vẫn chạy đua vũ trang, người ta vẫn sản xuất những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Rồi trong một nước cũng thế, trong một cộng đoàn cũng thế, trong một gia đình cũng thế. Ngoài miệng thì cha cha con, anh em, nhưng trong lòng thì vẫn ganh tị, vẫn ghen ghét, vẫn tìm cách hủy diệt lẫn nhau, có không? Ngoài miệng thì vẫn đọc kinh rền rĩ lắm, nhưng mà trong lòng vẫn đi nói xấu nhau, vẫn hại nhau ngầm để mà tố cáo nhau, có không? Ngoài miệng thì vẫn thân thớt nói cười, nhưng mà trong bụng vẫn giấu một bồ dao găm, có không? Cho nên hôm nay nghe lời Chúa nói với chúng ta và theo gương Thánh Phanxicô đi loan báo tin mừng là gì? Đó là chúng ta để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Như lời Chúa nói trong tiên tri Isaiah, Thiên Chúa sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Không có ai có thể đứng làm trọng tài giữa các quốc gia được, vì ai cũng thiên vị, vì ai cũng đầy những tội lỗi. Ai dám ngon mà đứng ra làm trọng tài giữa các quốc gia, họ sẽ tố rằng ông có ngon hay không mà ông làm trọng tài. Ông thiên vị, ông lợi ích nhóm, ông lợi ích của quốc gia của ông mà thôi. Còn Thiên Chúa của chúng ta đứng làm trọng tài các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày. Anh xem lặp lại. Đúc gươm đao thành quốc thành cày. Đúc gươm đao thành quốc thành cày. Quốc cày không có đọc nữa. Đúc gươm đao thành quốc thành cày. Và rèn gió mát nên liềm nền hái. Đúc gươm đao thành rèn gió mát nên, và dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau. Dân này nước nọ không còn vung kiếm, bà con lối xóm không còn vung tay đánh nhau đánh to lên. Anh em trong nhà không còn tranh giành ruộng đất mà. Rồi trong một cộng đoàn không còn vì danh vì lợi mà. Trong một tập thể không phải vì cứ thích nổi nang mà. Cho nên đấy, cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta không vì danh vì lợi mà. Và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Người ta đi học chế tạo vũ khí, người ta đi học quân sự, suốt ngày học quân sự để mà đánh nhau. Đó là học cái nghề chinh chiến. Còn thời của Thiên Chúa đến, thời của lòng thương xót Chúa đến, thì người ta thôi học nghề chinh chiến mà đi học nghề gì? Nghề cầu nguyện. Một ông nói đi học nghề cầu nguyện. Nghề gì nữa? Nghề gì? Hả? Nghề rao giảng lòng thương xót. Nghề gì nữa? Nghề loan báo tin mừng. Nghề gì nữa? Hả? Nghề tín thác vào Chúa. Đó thì học cái đó đi. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái gì cũng phải học. Mà không học cái tốt mà lại đi học cái xấu làm cái gì? Đi học chinh chiến làm cái gì? Đi học đánh nhau làm cái gì? Đi học chế tạo vũ khí làm cái gì? Mà không học chế tạo ra cái thuốc chống bệnh ung thư đi.
bao nhiêu tiền của mà chế vũ khí, sao không lấy cái tiền đó mà nghiên cứu để chế bệnh ung thư đi, mà chế bệnh sida đi, mà chế bệnh phong cùi đi. Bao nhiêu là cái khu quân sự đó, sao không nó biến nó thành trường học đi, sao không biến nó thành nhà thương đi, sao không biến thành những nơi để mà học nghề đi, học nghề để mà làm giúp đời chứ không phải học nghề chinh chiến thường chiếm. Đấy, một cái viễn tượng hòa bình mà Thiên Chúa mong ước đem lại, và Francisco đã làm công việc đó. Và ngày hôm nay Đức Giêsu đến làm công việc đó khi mà Ngài cứu chữa những người đau bệnh. Ngài không đến để dập tắt tin đèn còn leo lét khói, không dập tắt cây sậy dập nát, không bẻ gãy cây sậy dập nát, mà cứu chữa. Có một đấng sáng lập tôn giáo nào, có một vị sáng lập tôn giáo nào mà làm được phép lạ chữa lành cho người bệnh không, mà xua được ma quỷ không? Không. Tất cả chỉ dạy người ta ăn ngay ở lành, tất cả chỉ dạy người ta sống tốt vậy thôi, chứ còn không có một vị sáng lập tôn giáo nào mà có quyền năng để mà chữa lành được người bệnh thân xác cũng như tâm hồn. Mà Chúa chữa bệnh có khi Chúa trực tiếp người ta xin Chúa chữa, có khi người ta không xin mà Chúa thấy Chúa cũng chữa, có khi là người nhà đến cầu xin Chúa, Chúa cũng chữa, có khi Chúa chữa trực tiếp đặt tay chữa lành, có khi Chúa chỉ phán một lời là được chữa lành. Ở đây Chúa có phải đến hay không? Trả lời nghe cho rõ, ở đây Chúa chữa cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng, mà viên đại đội trưởng đó là người theo Roma, đó là một cái tội đi theo ngoại bang. Rồi thứ hai là người ngoại đạo, ngoại giáo, đó là cái mà người Do Thái loại trừ. Một người đi theo ngoại bang, một người ngoại giáo, người Do Thái loại trừ, thì Đức Giêsu lại đến với người đó, không có loại trừ, không cho họ học nghề chinh chiến, mà đến loan báo tin mừng cho người ngoại đạo đó. Và người ngoại đạo đó đến xin Chúa là chữa lành cho người đầy tớ, và Chúa bảo tôi sẽ đến và chữa lành cho nó. Nhưng ông ấy có muốn cho Chúa đến không? Ông ấy có cần Chúa phải đến không? Không. Chúng ta thấy tuyệt vời đạo Chúa đó, cái lòng tin mà Chúa bảo tôi chưa thấy một người nào có đạo mà có lòng tin mạnh như người ngoại đạo này. Đấy là người ấy nói rằng tôi dù chỉ là một người đội trưởng thôi ở trần gian này thôi, nhưng tôi cũng có người lính của tôi bảo nó đi thì nó, bảo nó đứng thì nó, bảo nó ngồi thì nó. Mấy anh chị em đứng thì anh chị em đứng mà còn ngồi. Tôi bảo anh chị em đứng thì anh chị em, bảo anh chị em giơ tay thì anh chị em, bảo anh chị em vỗ tay thì anh chị em, bảo anh chị em cúi đầu thì anh chị em, bảo anh chị em ngồi xuống thì anh chị em. Lấy anh chứ bà là còn cứ lười lười đứng mãi. Bảo anh chị em ngủ gật thì anh chị em không ngủ, đúng rồi. Bảo làm tốt thì anh chị em, bảo làm xấu thì anh chị em đập xuống. Bảo làm xấu thì, bảo làm tốt thì, bảo làm xấu thì, dứt khoát là như vậy. Và người ấy bảo rằng chỉ xin thầy phán một lời thì thằng nhỏ, thằng đầy tớ của tôi sẽ được lành. Thích lòng tin kỳ diệu mãnh liệt như vậy. Ở đây chị em đến đây phải có lòng tín thác là như vậy. Tín thác là chỉ cần Chúa phán một lời thôi thì con được lành. Đó là câu mà giáo hội dùng để chúng ta đọc trước khi rước lễ trong mỗi thánh lễ. Lạy Chúa, con chẳng đáng, không phải là chẳng dám, mà chẳng đáng tức là không xứng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Linh hồn con được chữa lành, linh hồn con được lành mạnh. Anh chị em tin vào, tuyệt đối vào lời của Chúa. Không có một vị nào, sáng lập tôn giáo nào mà một lời phán ra người ta được chữa lành. Một lời phán ra ma quỷ biết. Một lời phán ra cả 5.000 người có bánh mà ăn. Một lời phán ra ma quỷ lao xuống biển chết hết và nhập vào 2.000 con heo. Một lời phán ra từ không thì trở thành có, thưa anh chị em.
có một tôn giáo nào, có một đấng sáng lập tôn giáo nào, có một vĩ nhân nào, có một siêu nhân nào trên thế giới từ khi sáng lập vũ trụ này cho đến ngày tận thế, có một người nào làm được cái chuyện đó không? Trả lời, có một ai làm được chuyện đó không? Chỉ có một mình Thiên Chúa, chỉ có một mình Thiên Chúa, chỉ có một mình Thiên Chúa. Ngài phán một lời thì mọi sự đều có. Và người đại đội trưởng ấy đã tin y như vậy, và ông về, đứa con ông được khỏi bệnh. Anh chị em đến đây hàng ngày cầu nguyện lòng Chúa thương xót cũng thế. Anh chị em cứ bảo con muốn gặp cha để con nói với cha, và tôi nói không cần thiết đâu. Anh chị em tin vào Chúa thì Chúa sẽ nói với anh chị em trực tiếp. Ngồi đi, cầu nguyện đi, viết thư khấn đi, rồi đến cầu nguyện với Chúa đi. Nhưng mà con muốn gặp cha để con nói, và không cần thiết tôi trả lại cái gì cả, mà phải nói với tôi, nói với Chúa đi. Và tôi chỉ làm có nhiệm vụ là cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện với anh chị em, và cầu nguyện cùng anh chị em. Cầu nguyện cho, cầu nguyện với, và cầu nguyện cùng anh chị em. Và sức mạnh lời cầu nguyện của cả ngàn người mỗi ngày này, cùng với những hy sinh của anh chị em, cùng với những giọt mồ hôi của anh chị em, cùng với lòng bác ái sẻ chia của anh chị em, cùng với tinh thần ra đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, như là Thánh Francisco Xavier, bằng những phương tiện mà chúng tôi đã cung cấp cho anh chị em, chính đó làm cho cái việc đặt tay cầu nguyện mới sinh được hiệu quả là chữa lành cho những người bệnh. Và để củng cố lòng tin ấy thì Chúa cho những người mà được chữa lành, được ơn của Chúa, Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ đến đây. Tôi không mời, tôi không gọi, tôi biết ai mà tôi mời, tôi biết ai mà tôi gọi, tôi cũng chẳng biết nói với họ như thế nào. Nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ, Chúa Thánh Thần sai họ, Chúa Thánh Thần mở miệng họ để họ đứng lên, họ loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào, mời ai là người đầu tiên? Cô. Rồi, cô là người đầu tiên đấy đấy. Cái gì vậy con? Con Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái hay Nguyễn Thị Nhi? Nguyễn Thị Gái. Bao nhiêu tuổi? Năm nay con 38 tuổi. Con ngoài đạo. Thì con lên đây ở Bến Cát, Bình Dương. Rồi, chúng ta thấy có một người ngoài đạo như là người đại đội trưởng ngoài đạo nên là chính cho Chúa một tràng pháo tay thật to cho anh chị em. Còn con? Con đến, cũng đến từ mẹ. Đến từ đi chung với mẹ ở đây. Con với bà này là sao? Mẹ con. Ai là mẹ, ai là con? Mẹ. Mẹ là mẹ, còn con là con. Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên Phan Văn Dầu, năm nay con 18 tuổi. Phan Văn Dầu, 18 tuổi. Còn con là gái, 48 tuổi. 38, là 20 tuổi. Là đã sinh đứa con đầu tiên hay đứa con thứ mấy? Đứa con ngày thứ hai. Đứa con thứ nhất, còn lúc con sinh mấy tuổi? Đứa con ngày thứ nhất 20 tuổi. Dạ. Con được ơn gì? À, con được ơn gì? Con xảy ra tai nạn với một chú kia. Con nhờ bé Hiền trong đạo đến đây xin cho con bên Chúa. Con được ơn, hôm nay con đến tạ ơn bên Chúa. Trong đầu óc của chị còn bên Chúa, còn bên kia là bên Phật, đúng không? Dạ. Có bên Chúa, bên Phật không? Anh chị em trả lời cho tôi, có bên Chúa, bên Phật không? Có hay không? Ai nói có giơ đây? Bắt đầu hoang mang. Không có bên ni, bên nớ gì cả. Không có bên Chúa, bên Phật gì cả. Vì tất cả đều là con cái của Chúa. Tất cả đều là con cái của Chúa. Bên Phật cũng là con của Chúa. Bên đạo cũng là con của Chúa. Mà không tin đạo nào cũng là con của Chúa. Vì tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Mạnh lên! Tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Anh chị em phải nói mạnh lên, xác tin cho mọi người như vậy. Rồi, con của con đã được ơn như thế nào? Cụ thể nói cho mọi người nghe. Nhà con cầu nguyện vì nghe bé Hiền ủng hộ, nói Chúa và xin là được ơn, con xin là cho con của con khỏi mà tai nạn, giờ với chú kia khỏi bệnh,
Hôm nay hết rồi, con đến đây con tạ ơn Chúa. Con của con nó bị bệnh gì? Con nó bị chặt khớp đầu gối, còn chú kia thì bị hôn mê. Tức là hai người đục tông xe nhau phải không? Con tông họ hay họ tông con? Con tông họ. Con tông họ thì con bị bể đầu gối, còn chú kia là bị bất tỉnh hôn mê. Rồi sau đó là con nghe một người có đạo đến nói với con là cầu nguyện. Người có đạo đó là ai? Bé Hiền ngồi đây hướng dẫn ủng hộ, thì con kêu bé Hiền xin giùm con. Rồi cô là người mà gọi là cô ta gọi là ủng hộ, dùng chữ ủng hộ. Con ủng hộ cô ấy như thế nào? Thưa cha, thì con cũng bị tai nạn mổ chân này với bệnh viện Mỹ Phước, thì cũng gặp chị đây là đưa con chỉ vô là mổ chân, thì con mới hỏi chị bảo là con chỉ tông vào cái bác mà bác cũng đi ngược đường, bác cũng say rượu. Thì bác ấy bị nặng lắm, bác ấy hôn mê tới gần một tuần rồi. Thì con chị cũng bị nặng lắm, thì bác sĩ báo là mổ hết 50 triệu. Nhưng mà gia đình chị mới dưới quê lên thì cũng nghèo lắm cha, không có tiền. Thì cũng được ơn Chúa soi sáng thì cũng xin bệnh viện miễn giảm và cũng không mất đồng nào hết. Rồi mổ ca mổ cũng thành công rồi, không mất tiền mà nay chân cháu đây lành lại đi làm được rồi cha. Tức là hai người gặp nhau ở trong bệnh viện, con có người con cũng mổ chân, cô ấy có người con cũng chân mổ. Rồi tôi là người không có đạo, thì cô ấy là người nghèo mà vẫn mổ thì phải mất 50 triệu mà không biết có khỏi hay không. Thì con mới nói với cô ấy về lòng thương xót Chúa và cầu nguyện như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Cha thì con không nói, chị ơi bây giờ em bên đạo thì nếu mà chị tin thì cũng được ơn Chúa lắm, tại vì gia đình em cũng được nhiều ơn Chúa lắm. Thì giờ chị cứ xin Chúa là em về hàng ngày em cầu nguyện, em xin Chúa thêm cho chị coi như cháu được sớm khỏi cái phẫu thuật chân và bác kia cũng sớm được bình phục. Thì con về con cũng nhắn tin cho cha, con cũng nhờ cha rồi và cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa cho gia đình chị cái tai qua nạn khỏi. Thì nhất là cái bác kia, bác ấy tỉnh lại, để chứ không mà bác mà lỡ chết thì về nhà chị với con thì phải đi tù mà không có tiền để đền cho bác đó. Thì được Chúa nhận lời con cũng như là nhận lời chị á, thì sau 10 ngày thì bác ở Chợ Rẫy bác tỉnh lại, bác không bị hôn mê nữa. Và gia đình bên kia cũng không làm khó dễ gì mẹ con, gia đình nhà chị bên đây nữa cha. Trời nay thì mọi chuyện cũng đã ổn hết, bên kia thì cũng không có bắt bồi thường cái gì nhiều. Chỉ lo mỗi tiền thuốc thang của bác là bằng đó ở bệnh viện thôi, chứ không có đền bù cái gì nữa cha. Mà họ lúc đầu họ làm khó dễ lắm, họ cứ đòi kiện ra công an với đòi bồi thường tiền nhiều lắm. Mà chỉ bảo giờ nhà chị nghèo không có tiền để đền. Bây giờ chị em cũng cầu nguyện xin Chúa, thì con cũng xin Chúa hàng ngày nào về con cũng cầu nguyện xin Chúa. Và con nhắn tin cho cha và con cũng đã được ơn Chúa nhận lời và cũng Chúa nhận lời gia đình chị. Con chị hôm nay đã khỏe mạnh đi làm bình thường và bác kia đã xuất viện về nhà khỏi mạnh, khỏi bệnh rồi cha. Còn con thì được ơn gì? Thưa cha, con được ba ơn trong tháng 4 tới tháng 8 này là như thứ nhất là bố con là Đa Minh Huỳnh Hữu Thanh, bố con là giáo xứ Hòa Bắc giữa Hạt Chí Linh với Phật Đà Lạt. Thì bố con ngày 16 tháng 8 là bố con đi khám ở Bảo Lộc thấy đau bao tử, thì bác sĩ kêu là bác bị đau bao tử và có một cái bướu, thì nên bây giờ bác nên đi bệnh viện lớn đi để kiểm tra chứ không sau này khó chữa. Thì ngày hôm sau bố con, em trai con đưa thẳng bố con đi trung tâm ung bướu, thì bác sĩ mới nội soi ra thì kết quả thì bác sĩ bảo bố con là bị ung thư dạ dày và nghi có một bướu là bướu ác tính. Thế bố con về gia đình nhà con, chị em con khóc rất là nhiều vì bố con bị như vậy rất là nặng. Thì con mới chỉ ngày hôm sau con lấy bình tĩnh, con mới điện con nói bố con bây giờ bố cứ cầu nguyện xin Chúa là Chúa sẽ nhận lời bố, rồi bố đi tới khám tuần sau rồi nhiều khi bố được ơn Chúa bố hết bệnh luôn. Con động viên bố vậy và cả gia đình chị em, anh chị em con ngày nào cũng cầu nguyện xin Chúa. Thì sau một tuần là ngày 23 bố con đi kiểm tra lại, bác sĩ soi lại thì cái bao tử của bố con là nó không còn bướu nữa. Và ơn thứ hai của con là con xin làm chứng em chồng con ở ngoài Bắc, cô ấy tên Nguyễn Thị Giang, cô ở Nam Định. Thì lúc mà tháng 4 bên đầu năm nay thì con vợ chồng con về thăm cô ấy, cô bị ung thư rất là nặng, ung thư vú chứ. Dạ, và không phải là bị nặng bị ấy mà nó vỡ hẳn ra bên ngoài luôn chứ, nó vỡ to rất to. Và gia đình đã cũng nhất là mình rất là tuyệt vọng, thì nghĩ là em chồng con không qua được. Thì con mới nói bây giờ chị được ơn Chúa nhiều lắm,
Thì giờ nếu cô tin, cô bên lương, nhưng nếu mà cô tin thì cô cứ đọc kinh hàng ngày, cô cứ chỉ biết xin Chúa là được. Mọi sự cô cứ tín thác và cô xin Chúa soi sáng cho cô là hóa trị được sớm và sớm được mổ được cái khối u. Thì ngày nào con về con cũng thứ nhất là con đến cha đến giới điện tin mừng, con mới xin khấn Chúa và con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con. Bữa nay em con đã mổ thành công. Đó là người quay đạo. Rồi con thứ ba. Dạ, thứ ba là con cái vai gáy của con, hai vai này bị đau từ hồi 2009. Mà tới 4-5 tháng trước là con đau nặng lắm, con đau con ngày ở nhà bán hàng ăn mà con cứ ngồi làm hai cái vai con nó buốt nó nhức lắm, con không làm nổi. Thì con đập cái bát con là đấm lưng thì con mới ngồi con rửa trên bát con nhà trâu được. Thế tối ngủ thì cứ đập và nhờ chồng với nhờ con là đấm hai cái vai lưng chứ không thể nào nằm được, nó rất là đau. Vì ngồi cũng đau, nằm cũng đau. Thì con mới nhắn tin cho cha và con đến giáo điện tin mừng của cha. Con xin Chúa và được cha đặt tay thì hôm nay hai vai của con đã hết, không còn bị nhức gì nữa cha. Con rất là khỏe. Đây là người ngoại đạo, cha gửi tặng cho con cái máy 300 mình dặn, con có chưa? Có chưa? Dạ con tạ ơn cha. Con được mấy đứa con? Con hiện tại được ba thằng trai rồi, được con mang bầu cũng trai nữa. Thằng con trai thứ ba của con là mấy tuổi? À, thằng thứ ba của con 18 tuổi. Thằng này hả? Thằng đầu thì 20. Thằng thứ hai 20 tuổi, thứ ba 18. Thứ tư được 15. 15 tháng hay 15 tuần? 15 tuổi. Thằng thứ nhất là 20, tại vì người nam thì nó là thằng thứ hai, là thằng cả đó, là nó 20. Thằng thứ hai tức là thằng ba đó, thằng hai là 20, thằng ba là 18, thằng tư là 15, còn đây là thằng năm. Tại vì người nam là gọi 2, 3, 4, 5 chứ mình là cả, còn người nam là 2, 3, tại vì thằng tư đúng không? Thằng tư không? 2, thằng 3, rồi thằng 4 là 15, còn cái thằng 5 á, là thằng thứ 4 á, là mấy? Con không biết mấy, 7 tháng rồi. 7 tháng, rồi nó cách nhau tới 15 năm thưa anh chị em. Đó là cái ơn mà cô ấy muốn lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Là thằng con thứ 3 của cô ấy, tức là thằng 4 á, là nó được khỏi cái bệnh, là nó bị gãy bánh chè. Và nó tông người ta, cái ông kia, ông ấy đi ngược chiều và ông say rượu. Đúng là ông ấy say và ông ấy bị bệnh nặng và ông ấy hôn mê mà đã được chữa lành. Rồi thằng con cũng được chữa lành và cô và mẹ thì lại có thêm được một cậu quý tử là tứ quý, bốn thằng con trai, tứ quý. Và cách nhau là 15 năm, hôm nay cô lên làm chứng. Và bây giờ thì con có tin vào Chúa chưa? Dạ con tin, con mới đến đây con tạ ơn Chúa. Con tin con mới đến đây con tạ ơn Chúa, đúng như người đại đồ trưởng ngoại đạo nói. Rồi đây con cho tặng cho thằng con trai của con, biết nó thích cái gì ở đây không biết đấy chứ. Móc khóa, rồi tặng cho nó cái móc khóa, tặng cho nó cái móc khóa nha. Đây con nói con cảm ơn Chúa. Rồi hallelujah. Còn chị thích cái gì? Dạ con thích cái máy để con tặng cho cái cô bán vé số. Hôm bữa con mua con tặng cô rồi mà nó bị hư nha. Sao con mới mua trên đây về nghe? Rồi đây tôi tặng cho cô cái máy để cô về cô tặng cho cô bán vé số nha. Nghe mà nghe ngày cái đêm thì máy nào mà chịu nổi mà không hư. Tôi nói ngày nó lên tôi còn chết trong chi là cái máy. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời chúng ta đón tiếp ba vị khách quý rất là đặc biệt. Rồi con đứng lên, con quay xuống, con đứng ở giữa. Rồi con cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và những đứa con của con tên gì, nó như thế nào. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, đứa lớn của con. Nó to rồi, nó chậm, nó to lên, con tên là? Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, còn con lớn của con là Phan Nguyễn Hoàng Phúc. Con dạ, 20 tuổi. Còn đứa hai của con là Phan Nguyễn Hoàng Thịnh, 17 tuổi. Con được mấy đứa? Dạ, con có hai đứa.
Vâng, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 44 tuổi. Con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi và được bao nhiêu năm? Năm con 22 tuổi con lập gia đình. Vâng, năm 22 tuổi lập gia đình, sinh được hai đứa con, thằng lớn là 20 tuổi. Thằng thứ hai là 17 tuổi. 20 và 17, hai thằng nó bị bệnh gì con nói cho mọi người nghe. Thằng lớn của con thì nó bị suy não từ lúc con mới đẻ ra. Thì cháu nó bị suy não từ lúc mới có 2 tháng. Còn thằng thứ hai của con thì con đẻ nó ra là nó bị viêm màng não mủ nặng lắm, tưởng rồi chết. Nhưng mà cứu được về bệnh nhân, con nuôi tụi nó vất vả quá cha ơi. Vâng, thì chị em, một người mẹ mà sinh hai đứa con đều là bẩm sinh bị viêm màng não hết. Một đứa thì là 20, một đứa là 17 tuổi. Và chị ấy suốt cả cuộc đời, từ lúc lập gia đình đến bây giờ, gần 20 năm, hai cái gánh ở trên vai, gánh nào cũng quá sức chịu đựng. Rồi chồng của chị thì làm thế nào? Dạ, chồng của con thì đi làm ở siêu thị, tháng cũng được 5 triệu mấy. Còn con? Con thì ở nhà làm phụ việc nhà, rồi con đi lễ nhà thờ Thánh Tâm, con không có đạo. Con là người ngoài đạo, rồi con đi lễ nhà thờ Thánh Tâm lòng thương xót tới 6 đầu tháng. Thì có một cái chị đó cho con gạo với tiền về mua đồ ăn cho con, thì nói là thôi hôm nay nhà chị đi, chị cho em đi lên lòng thương xót Chúa. Em cầu xin Chúa là ban chữa lành cho em và con, tại vì con cũng bị biếu hai cái vú nữa. Chị là bị biếu hai cái vú. Biếu, nhưng mà giờ con cũng biết là hôm bữa con đi với cái cô đó cũng cho con đi, là con đi khám là chỉ là biếu, nhưng mà giờ người ta biểu con uống thuốc tới 6 tháng, nhưng mà ông ấy là 31, mà giờ con cũng chưa có bảo hiểm, mà con uống mất tiền. Nếu mà bảo hiểm thì chị phải đóng bao nhiêu? Dạ 702.000 cha. Vâng, vậy tôi sẽ đóng cho chị cái số tiền bảo hiểm đó và gửi tặng cho chị cái số tiền đi về xe, đồng thời là cho chị một số vốn nữa để chị có thể bán, mua vé số hoặc là làm bất cứ gì phụ với anh ấy. Vì anh ấy làm ở siêu thị chỉ có 5 triệu một tháng, chị ở nhà mà suốt gần 20 năm, cái gánh nặng của hai đứa bé này thì anh chị em, chúng ta thấy là Chúa nói là rèn giáo mát nên liềm nên hái, bỏ gươm đao thành cuốc thành cày. Tức là những tấm lòng mà là giáo mát, những tấm lành lòng, tấm lòng là liềm là hái, những tấm lòng mà gian ác, những tấm lòng mà độc ác, những tấm lòng mà ích kỷ, những tấm lòng mà kiêu ngạo phải được biến đổi thành những tấm lòng thương xót, biết xót thương những con người đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Thưa chị em, chị ấy là người ngoại đạo, như Chúa đã gặp ông đại đội trưởng cũng là người ngoại đạo. Ông đại đội trưởng thương cái đứa đầy tớ và đến Chúa để xin Chúa cứu giúp. Còn đây chị ấy đích thân đưa hai đứa con bị bại não của chị ấy mà không thật tính người đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Một đứa 20, đứa 17, suốt 20 năm mà lập gia đình với biết bao nhiêu cái gánh nặng quẳng trên đôi vai của người chị em này. Đã vậy chị lại còn thêm bị chứng u bướu ở vú nữa, cho nên không có tiền bảo hiểm, không có tiền để mà chạy chữa. Thì hôm nay thay mặt cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót, trước tiên chúng tôi đón tiếp chị như Chúa đón tiếp ông đại đội trưởng. Chúng tôi vui mừng đón tiếp chị như là Francisco Xavier đi loan báo tin mừng cho những người ngoại đạo. Chị đến đây, chúng tôi hoan hỉ đón tiếp chị. Chị có gì khó khăn cứ cho chúng tôi biết, trong khả năng mà Chúa ban cho chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị. Vì chị cũng là người con của Chúa, không có bên Chúa, bên Phật, bên đạo, bên không đạo, tất cả chỉ có một mà thôi. Trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta là anh em với nhau. Chúa Giêsu đến làm cho người xa lạ trở thành láng giềng bạn hữu, làm cho những người không quen biết trở thành bạn hữu anh em. Cho nên cộng đoàn lòng thương xót Chúa hôm nay trước tiên là xin gửi tặng chị cái món quà lòng thương xót là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để chị nghe, cho anh ấy nghe, và biết đâu hai cháu nó nghe, hai cháu có thể đưa đây. Rồi, cảm ơn tấm lòng của những anh chị em. Rồi, thôi anh chị em ngồi xuống, ngồi đó, rộng được rồi. Cảm ơn tấm lòng của anh chị em rất nhiều. Chúng ta ngồi xuống đi.
Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn tấm lòng của anh Xuyên. Và đây là cái máy 307 dạng lồng chú thương xót nha. Và đây là món quà để về chị của công đoàn lồng chú thương xót đã biển tin mừng gửi tặng chị, để chị về lo đóng bảo hiểm, để lo cho chính bản thân chị có sức khỏe mới lo cho hai cháu được, và có chút tiền vốn để mà có thể mua vé số hay làm cái gì đó phụ với anh. Chúng tôi hứa luôn luôn nhớ đến chị, nhớ đến anh và hai cháu trong lời cầu nguyện, đặc biệt cho các bệnh nhân. Chúng ta thấy các em nó cũng chả biết tiền là gì cả. Có thích tiền không? Bắt tay rồi. Nói được không con? Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, chúc lành cho con. Đây con, đây. Rồi, xin mời chúng con. Con đi, con biết không? Chúng ta một trong hai tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa cho nhà trường. Và bây giờ chúng tôi xin mời một nhân chứng kế tiếp. Anh được ân nhị của Chúa chia sẻ cho mọi người. Hallelujah! Hallelujah! Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Hay bạn chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Lạy muôn dân ơi, hãy ca khen người. Lạy ngàn dân ơi, hãy tôn mô người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Vâng, Thiên Chúa của chúng ta yêu thương loài người, yêu những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Và cảm ơn tấm lòng của những anh chị em biết chia sẻ với người chị em của chúng ta. Mặc dù là người ngoại đạo, nhưng vẫn là con của Chúa, con của lòng Chúa thương xót. Xin mời anh chia sẻ cho mọi người. Xin chân chị em chúng ta nhìn vào đây và lắng nghe. Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Hoàng Đình Thi, năm nay 50 tuổi. Con là ngoại đạo. Con rồi, trong bài chồng ta không một người ngoại đạo nữa thì anh chị em. Chúng ta có tất cả là mấy người rồi? Ba rồi. Dạ, thưa cha, con mắc bệnh ung thư đại tràng năm 2015. Thế con cũng bớt rồi, xong rồi đầu năm nay con bị tái phát ạ. Thế tái phát thì nó cũng đau đớn lắm, con không biết làm gì. Thế cũng nhờ con về con đi khám bệnh do nhập viện luôn. Thì cũng con buồn, thì có chị ở trong đạo mới cho con cái số điện thoại của cha nhắn. Mới bảo con với máy để con nghe. Con nghe thế xong con khi vào nhập viện được 3 ngày thì con bị xuất huyết mà gọi là cấp cứu gấp luôn đấy, tưởng chết đấy. Thế là con chỉ biết cầu nguyện Chúa, con có biết gì đâu, con chỉ cầu nguyện Chúa xin xu con tiếng thác thì cứu con với mẹ, đức mẹ này, con chỉ lẩm bẩm thế thôi. Thế xong ấy con ngất xỉu luôn, ngất xỉu cho bác sĩ vào cho cấp cứu mà máu ra nhiều quá, mổ bụng xong là khi mà vào ấy cấp cứu mà mổ bụng con không gây mê kịp mà thấy đau sột sột đấy. Mà sao bác sĩ mổ xong rồi không sợ, từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối mới cứu được con. Mà đến nỗi mà ra nó bảo thôi không cứu được đâu, thì còn mấy phần trăm thôi, chuẩn bị để đưa cho về. Thế 10 giờ đêm thì bảo thôi cứu được rồi. Và bác sĩ cũng ngại nhưng mà sao không cứu, biết sao là cứu được. Hôm nào hôm sau con ra ngoài thì và cái anh có phép lượng màu hay lắm, có ơn trên cứu được anh, nhưng tôi không cứu nổi. Chỉ còn 3% nữa là anh nhà chuẩn bị đưa về, dọn dẹp để đưa về. Thế con về cứu được. Hôm sau con về phòng cái con đi bình thường mà dây dẫn đầy người, mà con bảo cũng như cái phép gì hay đấy. Biết phép gì không? Phép của nó ơn của Chúa. Con nghe cái máy của cha, mấy tin nhắn của cha, hay là con cứ suốt ngày con nghe, xong là con tin tưởng vào Chúa với mẹ, con nghe đến làm chứng rồi mà cho Chúa và cho mẹ đây. Hallelujah! Cái máy còn nghe được không? Cái máy con nghe tặng người ta rồi, làm viện theo những người trong người này người kia. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Cái món quý nhất của ông ấy mà ông cũng chẳng tiếc, chẳng giữ lại cho mình, mà trong bệnh viện thấy mình nghe, thấy được chữa lành, đem tặng luôn cho những người bệnh khác. Và trong tháng 12 này
chương trình Bác Ái Mùa Vọng và Mừng Chúa Giáng Sinh thì chúng tôi cũng sẽ đi thăm các bệnh nhân ở các bệnh viện ung bướu, rồi tai mũi họng, rồi những bệnh viện lao, rồi những bệnh viện lao động, tai nạn lao động vân vân. Và trong những phần quà là nhu yếu phẩm, và chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ đến là tặng cho mỗi bệnh nhân ấy một cái máy, dù họ có đạo hay không có đạo, để họ nghe như anh em này đã nghe và tặng cho những bệnh nhân khác. Mong ước anh chị em đóng góp chia sẻ với chúng tôi. Mỗi người chúng ta hãy nhớ đến những người nhà của mình, những người bạn bè của mình mà đang nằm trên giường bệnh, đến thăm họ thay vì cam hay sữa hay là bất cứ cái gì khác. Hãy tặng cho họ những cái máy để họ được nghe, là món quà mà nâng đỡ tinh thần và cả thể xác họ. Và nếu họ tin tưởng như là ông đại đội trưởng thì đức đầy tớ của ông được chữa lành. Nếu người ấy tin tưởng như người anh em của chúng ta đây, người ngoại đạo mà bị ung thư đại tràng cũng được Chúa chữa lành. Và vì ấy nhận ra rằng đó là phép màu của lòng thương xót Chúa bù lại cho anh nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Tôi tặng cho anh cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Và để anh đi gửi tặng cho những người khác để họ đọc. Tại vì đây là món quà đặc biệt của lễ Giáng Sinh, chủ đề là Đến Vì Yêu. Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời con. Con chào thưa cha, con là Lê Thị Lan, con ở Bà Rịa Vũng Tàu, con là người ngoài đạo. Ngày thứ mấy rồi? Thứ tư, thứ hay thứ bốn? Thứ bốn, thứ bốn. À. Rồi đây là người ngoại đạo Lê Thị Lan ở Bà Rịa Vũng Tàu, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con được hai ơn. Ơn thứ nhất, con bị bệnh viêm xoang đã 20 năm, nay con đã hết. Ơn thứ hai, rất vắn gọn, bệnh viêm xoang 20 năm, nay đã hết. Rồi bệnh ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai, con bị bệnh thoái hóa khớp và bị bệnh huyết áp đã 3 năm. Con đi rất nhiều nơi mà không hết. Lúc có chỉ bàn người bên đảo Thiên Chúa giới thiệu cho con đến đây là lần thứ năm. Con nhờ cha đặt tay và cầu nguyện, nay con đã hết, con tạ ơn Chúa. Rồi chị bạn ấy nói với chị như thế nào? Chị bạn nói với con ở em có tin vào Chúa không? Con nó bảo con tin thác vào Chúa. Và con đi lên đến lần đầu tiên, con đã được cha đặt tay và con đã được ơn. Con có máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa? Dạ, con có máy nghe rồi. Nhưng mà con xin cha cho con quyển sách để con đọc, con học lần chuỗi. Thầy xem tuyệt vời ông người ngoại đạo mà xin cuốn sách để về biết học cách lần chuỗi, thiên học thiên hạ thôi học nghề chinh chiến, mà bây giờ thiên hạ đi học về lòng thương xót. Nếu mà thế giới ngày hôm nay người ta thôi học nghề chinh chiến, không còn chế tạo ra vũ khí nữa, giống như Nobel là người đã chế tạo ra cái chất nổ và người ta dùng cái chất nổ đó sát thương bao nhiêu người, đến khi mà trước khi ông qua đời ông hối hận. Vì thay vì cái chất nổ đó để mà giúp đời, cứu đời, thì người ta đã dùng cái chất nổ đó để sát hại biết bao nhiêu nhân mạng. Thì thế mà Nobel để lại tất cả gia tài của mình và gửi vào quỹ để mỗi năm người ta có cái giải gọi là giải Nobel, mà trong đó có nhiều giải, trong đó là giải Nobel Hòa Bình, để cho những người mà đi xây dựng hòa bình, giống như là mẹ Teresa đã được cái giải Nobel Hòa Bình ấy. Và nhiều người trong đạo của chúng ta, các Đức Giáo Hoàng cũng có đã được giải đó. Ước mong mỗi người chúng ta chẳng cần phải cái giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà mỗi người phải trở thành người mà đem xây dựng hòa bình, không cho họ học nghề chinh chiến nữa, mà giúp cho con người ta học lấy lòng thương xót Chúa.
Thưa cha, con có máy rồi, con là người ngoại đạo, xin cho cho con cuốn sách để con học về lòng thương xót. Đây, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chị đọc cuốn này đi, sẽ biết lần suối lòng thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót, biết được nhật ký thánh Faustina, biết được những lên đích của lòng thương xót Chúa và những bài hát lòng Chúa thương xót, và nhất là lá thư của cha trên trời gửi cho mỗi người chúng ta về lòng nhân hậu của cha. Dạ thưa cha. Rồi xin mời chị về chỗ để cho người khác, để cho người khác lên. Không sao? Dạ con xin cha. Một điều nữa, đây là gia đình con bây giờ là đã là người vừa tầm đang học đạo. Dạ. Mấy người? Dạ con gái đầu thì đã lấy chồng đạo Thiên Chúa, còn bây giờ gia đình con chỉ còn hai mẹ con thì theo đạo hai mẹ con luôn. Hallelujah. Francisco Xavier đã rửa tội cho được 100.000 người. Đây là một trong những người ngày hôm nay đã được ơn của Chúa và đã đi học đạo để chuẩn bị được rửa tội làm con của Chúa nhờ lòng thương xót Chúa. Còn con? Dạ, con là Nguyễn Thị Bình, người Thanh Hóa. Con được ơn của Chúa là ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị viêm xương đau hết toàn thân cơ thể 3-4 năm mà đi uống thuốc chén với thuốc tây cũng không được. Nên cái bữa hôm con đi làm thì có một cái chị ở bên công giáo thì mách con là yêm đau, chứ mà yêm đi con đi làm là con mới dán cao toàn người cha. Thế xong rồi chị nói là yêm đau chứ thì yêm đến lòng thương xót của Chúa đi. Thế yêm mới hỏi là thần lòng thương xót của Chúa ở đâu, yêm chả biết. Thế xong chị nói là trong giáo điểm tin mừng nhà bè. Thế sau con về con mới hỏi thăm thì con lên mạng con thấy giáo điểm nhà bè thì con mới hỏi thăm. Thì bữa hôm con đi vào đây chỉ có 2 bữa mà con được ơn. Và trong khi đó là con đi trộm gia đình và chồng và con không cho con với chồng biết. Con vào đây được tốt đến 2 giờ chiều thì chiều con kịp giờ đặt tay của cha. Thì tối về con thấy con được ơn lắm, con nói với cái chị đó là chị ơi con được ơn, em được ơn lắm rồi. Em nằm hôm nay em không nhức cái xương đó mà tay em nắm được cái gì rồi. Giữa thì chị như giữa thì chị được ơn nó giữa thì sướng lắm rồi. Thế sau em ở rốn một ngày nữa thì đến con đặt được 2 bữa tay, đến bữa thứ 3 thì con nhà con điện mạnh quá. Bởi vì điện con cũng không cầm máy, bởi vì con đi trộm con không có cầm máy chứ cả. Điện trộm là điện trộm cái gì? Con đi xa vào đây là con đi trộm ạ. Cho nên là con... Chị lấy trộm cái gì ở đây? Không, con đi vào trộm đến với cha với Chúa mà để con chữa bệnh xin chưa cha. Cho nên là con không cho gia đình biết. À, không cho gia đình biết gọi là đi trộm. Không cho hoa tay thưa anh chị em. Chứ không phải là chị vô đây là với đồ lấy trộm lấy cắp gì hết cả. Là đi trộm, tức là trốn chồng mà đi giấu, đi lén, đi chui. Rồi, đó là cái ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì con bị thoái hóa, đốt sống lưng, đốt sống cổ cũng nhức lắm mà cũng không được. Thì con bây giờ con cũng được ơn cả. Còn cái ơn thứ ba. Ơn thứ ba là gần đây nhất là con bị viêm xoang mũi mà con không ngửi một cái mùi vị nấu ăn gì cả mà con nấu đến nỗi cháy rồi con cũng không biết cha. Thế xong rồi con đi khám thì bệnh viện cho con uống thuốc điều trị cũng không được. Thế sau con đi khám lại thì người ta giới thiệu con ra Hà Nội để thăm cái tuyến vị. Con bữa thôi đi Hà Nội thì con để dành tiền con đi miền Nam. Thế sau từ đứa con mới trốn con đi miền Nam ấy cha. Vâng, thì con vào đây thì cũng tính sáng ngày mai thì con gửi được mùi vị của nhà chủ cha. Thế chị em một người mà nội trợ mà không ngửi thấy mùi mà nó nấu khét lẹt ra vẫn không có biết thì phải là tai hại vô cùng thưa anh chị em. Có nhiều người như vậy và đây vậy thì chị là người theo đạo nào? Dạ con không có đạo cha. Con đi con hỏi thăm con đi thôi, con không có đạo mà hôm nay con đi con mang 3 người lương của con đi. Thế cho một người không có đạo đến với đạo mà đem 3 người bên lương đến với đạo đi theo mà là đi trộm.
mà cha. Lần đi con khỏe, con nói với chồng con là con đi thật mà con ở 10 ngày thôi cha. À, lần này đi thật chứ không đi trộm nữa. Lần trước là đi trộm 3 ngày, con này là đi thật 10 ngày. Và dắt theo 3 người bên lương nữa. Rồi chị đã có nghe về bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Dạ, con cũng con bữa hôm con mua một vào đây con mua 2 cái máy về con nghe. Con nghe thì ở làng xóm người ta đau ốm con chua cả rồi, chua cả 2 cái máy rồi cha. Con thấy hình ảnh nó đẹp không? Một người một anh bên lương mà nằm bệnh viện rồi nghe được khỏi và thấy người ta đau cũng cho luôn cái máy của mình, có một cái không cho luôn. Người thứ hai đi trộm trộm chồng và có được mua tới 2 cái máy, mà đi về rồi thấy người bên lương họ đau bệnh cũng cho luôn cả 2 cái máy. Bây giờ thì chị muốn mấy cái máy? Dạ con xin là cái về để con cho cái người ta đi, người ta nói là đi vào đứa mua cho người ta cái, nhưng con cũng chưa mua kịp rồi, xin cha cho con cái để con cho. Chị có xin cho chị không? Dạ con giờ con đọc kinh thôi cha. Thấy một cái hình ảnh tuyệt vời không? Là chỉ biết nghĩ đến người khác, không nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ có một người bên lương khác bệnh, điểm họ con vô đây, con xin cha để con về con cho người ta. Còn con bây giờ con đọc kinh, chị đọc kinh được chưa? Dạ con cũng bữa hôm con vào đây lần đầu con mua một cuốn kinh giờ cầu lòng xót thương á, con đọc mà cha. Dạ nhân danh cha mẹ con và thánh thần amen. Cầu cho Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân Chúa Trang, trao dồi cho đấng ngôi thánh đường, chờ cho Chúa ba ngôi, trói mua nghe lời con thiết tha, tình thương bén ấp ủ con ngày đêm, xác hồn thấm nhuần xác hồn tràn lan ơn thiên. Tôi thấy hát thì dễ nhưng mà đọc khó luôn. Tôi nãy giờ tôi đọc theo chị mà tôi đọc không nổi. Thì mình hát nó quen rồi. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con. Còn đây chị cứ cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con. Còn đó mới là khó. Tôi hỏi thật là bây giờ ai là người có đạo mà nên đọc được giống như chị giơ tay không? Tôi thua. Ông Ngân thứ đọc được không? Không, không có đọc được gì khác, quen rồi. Rồi, con đọc cái gì nữa? Con xin là lại cha hằng hiếu, con xin dâng cha và mình và máu, linh hồn và thần tín của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô thương cha, thương suốt chúng con và toàn thế giới. Đây là món quà mà chị gửi tặng cho cái người chị em đó, nói là đây là của cộng đoàn lòng thương xót Chúa tặng, chị khỏi phải mua dùm nha. Và đây là món quà mà Chúa tặng cho chị, chứ không phải là tôi. Chúa đấng mà chị vừa đọc là thương cha, thương xót chúng con. Thực sự ra là mình cũng phải thương cha, vì cha đã ban cho mỗi người chúng ta con yêu dấu của cha. Mà con người ta không đón nhận, Chúa nói là những người từ phương Đông, phương Tây, từ các nơi khác, họ lại đến và dự tiệc trong nước của cha. Có khi con cái trong nhà lại bị loại ra vì không thương cha. Còn chị ấy là người ngoại đạo mà thương cha, thương xót chúng con, tuyệt vời vô cùng. Đọc không đúng cái chữ mà cái ý thì lại quá tuyệt vời. Vì nếu mình không thương cha thì làm sao mà mình biết ơn cha, đúng không? Mà mình không thương cha thì mình làm sao mình loan báo tin mừng của cha, đúng không? Đúng không? Mà mình không thương cha thì mình làm sao mình muốn cho người khác biết đến cha, đúng không? Cho nên chị ấy lại là người mà đúng hơn chúng ta. Tôi tặng cho chị cái máy này nha, để cho chị nha. Không, đây là máy Chúa tặng cho chị để chị đi loan truyền cho người khác sứ mạng của chị.
như con bây giờ con thích cái ảnh Chúa con về con thờ có được không chú? Chị ấy bảo là chị thích ảnh Chúa, chị về đây thờ, đây tôi tặng cho chị. À, chị lại thích cái ảnh nhỏ để đầu giường. Rồi đây, chị quá tuyệt vời. Đây, tấm ảnh nhỏ chị để đầu giường, vì tấm ảnh này có thể để lên đầu giường được, nó không có đổ, đúng không? Ý chị là như vậy, tấm ảnh nhỏ để đầu giường. Xin Chúa chúc lành cho chị. Chị còn muốn cái gì nữa không? Dạ, không. Dạ. Chị không muốn, tôi cho chị cái quạt luôn, lòng tôi cho Chúa. Đấy, chị không thích, tôi bắt chị phải lấy hết. Người mà thèm tôi không cho, người không thích tôi lại bắt lấy. Đây, cái bóc quả lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn sách lòng Chúa thương xót, cầm hết lấy. Hallelujah! Cái mặt của chị này coi này. Cái mặt của chị này. Chị cứ ngơ rồi, chị bảo con mua hết rồi mà cha. Đấy là lời chị ấy nói, một người ngoại đạo mà mua hết tất cả những cái phương tiện đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Trong khi đó những người có đạo, còn những ai chưa làm công việc này thì hãy mau mà làm đi. Đây, tấm gương sáng cho những người có đạo mà không biết đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Rồi thì chị còn gì nữa? Dạ, không. Không, không, con có tí quả để con nở cha đi bắt ái những người nghèo. Xin cha. Cho một trong tay thật lớn thì anh chị em. Chị ấy giống như bà quá, là chị cứ nắm trong tay, chị không dám đưa ra. Rồi chị cầm cuối cùng thì mắt chị rón ra rón rén. Rồi chị nói là con có cái tí quà để cho những người nghèo khi chị em. Đấy, gương của những ngoại đạo. Còn ai nữa? Ông mấy anh, đây. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Đa Minh, Minh Văn Việt. Con ở giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, địa phận Bình Chu. Con ở nhà thì con cũng nghe đài của cha, con phát thanh nên cả làng nghe. Thì con không vào. Ai phát thanh? Con ạ. À. Tức là qua đài con cắm lên loa to để mọi người nghe thì con không vào được. Trong chỗ cha thì nhiều người ta phản ánh, người ta bảo là nhiều người chứng nhân như vậy là giàn dựng. Nhưng hôm nay con đi từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay toàn là sự thật, không có giàn dựng. Điều này con muốn chứng minh là sự thật chứ không có giàn dựng. Hôm nay con muốn vào đây để con chứng minh cho sự thật là có được Chúa ban cho vào lòng thương xót, Chúa ban cho được. Và mới đây nữa là ngày 18 tháng 11 vừa qua thì con đang nghe mở đài Cha Long thì ở ngoài đường có một em đi học lớp 10 ngã trước cửa nhà con, đập đầu xuống dãy đành đạch như một con cá, như một con gà bị đập dãy đành đạch. Con chỉ bảo lạy Chúa thì con em bé này chết mất rồi, con không kịp gì nữa, con đi gọi xe mà không xe nào họ dừng lại, họ chở em đi. Thì nhà con ra với con làm dấu thánh giá, làm dấu xong thì người họ đứng đông hàng trăm người cả, như con như à con ở đấy. Thì con nhà con là con siêu thị bán đồ điện thì họ phải trăm đông lắm. Thì bảo em là em chết rồi, nhưng mà làm dấu thánh giá, vì dấu thánh giá xong, làm dấu xong phải xin Chúa thương xót cứu em. Thì em tự quả lên khóc. Đấy là con tạ ơn Chúa kỳ diệu. Nếu như mà thực sự con cảm thận như con thì con không có thể giấy bút nào tả hết được Chúa ban cho những ơn mà con đã được. Nhưng mà đây con chứng minh những sự thật mà có thật để con biết. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là anh là người dám can đảm là mở cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, không phải là cho nhà mình nhưng mà cho cái loa để cả làng nó nghe. Đó là một cái ơn, vì tiếng chúng vang cùng trái đất, tiếng của những người đi loan báo tin mừng phải vang cùng trái đất. Anh dám can đảm làm công việc đó giữa một xã hội ngày hôm nay là người ta chỉ có phát thanh như là kéo như là karaoke, họ hát ầm ầm ngoài đường ấy, chứ còn có mấy người mà dám đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng những cái phương tiện mà khuếch đại âm thanh như vậy đâu. Cái thứ hai nữa là anh ấy dám can đảm đối diện với sự thật là người ta bảo rằng những chứng nhân này là giàn dựng, là không có thật. Anh ấy không cãi, nhưng mà anh ấy đi vào tận đây, anh ấy âm thầm, anh ấy tham dự những buổi lễ và anh ấy đã chứng được rằng đây là một cái sự thật, không phải là giàn dựng, không phải là mua chuộc, nhưng mà đó là Chúa Thánh Thần sai ai lên và Chúa Thánh Thần mở miệng ai thì người ấy nói. Và hôm nay anh cũng can đảm đứng lên làm chứng cho những người còn nghi ngờ, những người còn ngờ vực
những người còn xuyên tạc rằng đây là sự thật 100%, vì Chúa nói có ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời, còn ai không tin vào ta thì sẽ bị trừng phạt rồi. Họ không tin vào lòng thương xót của Chúa thì chính họ cũng đang bị trừng phạt. Vì không tin vào lòng thương xót của Chúa thì làm sao mà đón nhận được ơn lòng thương xót? Mà không đón nhận được ơn lòng thương xót thì chỉ có sự công thẳng và trừng phạt mà thôi, thưa anh chị em. Hỡi những ai còn đang nghi ngờ, hỡi những ai còn đang ngờ vực, hỡi những ai còn đang nghi nan, hỡi những còn ai còn đang hiềm tin, hãy rèn giáo mác nên liềm nên hái, hãy đúc gương đao thành cuốc thành cày, hãy để tấm lòng nghi ngờ, ngờ vực, nghi nan của mình sang một bên, và chỉ còn lại lòng tín xót và lòng tín thác mà thôi. Tôi gửi tặng cho anh cái máy này, anh đi về và anh làm chứng cho mọi người rằng tôi đã đến, tôi đã xem, tôi đã nghe, tôi đã thấy và tôi làm chứng cho sự thật. Đây, món quà anh cầm lấy và đi về loan truyền cho mọi người. Con xin gửi cha thì đối với người khác con mua sách cái rồi tượng rồi đài ạ. Dạ vâng, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời ông lên đây mau. Còn là anh Paulo Nguyễn Văn Đức là sư sứ An Lộc phía Phạn Hà Nội. Là con ông được ơn gì? Con được hai ơn là con là thứ nhất là bị dạ dày, thứ hai là Phật sống, thứ ba là thoái quá hột sống. Con đã đi khám ở Hà Nội về không chữa được. Tháng 7 năm 17 đó con đã vào lòng thương xót là nhờ Chúa và cha là đã đặt tay là đầu con, là con về là con từ từ là con dần là nó có khỏi. Đấy là những giờ là con khỏi, không còn cái gì nữa. Vâng. Vừa rồi là con cũng có cái đài là con qua chú nó ở trường xóm nó bị bệnh ung thư trở viện sẽ trả về, thì con đưa cái đài cho chú nghe, thì con bảo là chú với gia đình có tin chú không thì đưa vào lòng thương xót là nhờ chú và cha và cộng đồng cầu xin cho chú được khỏe. Thì con đưa chú vào hôm kiểu thứ bảy vừa rồi, nãy nay là 3 ngày, thì con cũng xin Chúa và cha và cộng đồng cầu nguyện cho Chúa. Rồi xin gửi cho chú ấy cái máy để chú ấy nghe nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời chị. Đây cha, là con vào đây là con xin cha thì con được ơn gì của Chúa? Con được được nhiều ơn lắm ạ. Là chủ yếu là bé ơn đã. Vâng. Thứ nhất là con 2003 là con bị liệt nửa người. Con đi lên bệnh viện mấy người người ta bảo là bị bệnh não không chữa được. Thế là lại cho về 9 ngày không vẫn mừng bề, thế là cho về. Cho về xong lại đến chị em nhà con, anh em nhà con mới cầu nguyện xin Chúa. Thế là em khỏi, con khỏi dần. Thế là đến đến cái hôm mà tháng 8 thì con gái con lấy chồng mới đeo, thì nó gọi con vào chữa bệnh thì con lại bị đau lưng. Thì con đã khỏi được cái bệnh liệt nửa người rồi. Ơn thứ nhất là khỏi bệnh liệt nửa người. Ơn thứ hai? Ơn thứ hai là con bị thoái hóa cột sống ở thắt lưng. Thế là con vào thì đến ngày hôm đầu tiên thì con vào thì đến tối con gái con vào đây ạ. Giờ chắc thì em tin mừng này. Thì là đến tối thì con gái con hỏi con thì con bảo là mẹ đã khỏi đau lưng rồi con ạ. Thế ơn thứ ba là con bị ngứa toàn thân, ngứa từ đầu cho đến chân, đêm mà mắt ngủ nhưng mà tay cứ gai gai ở lưng. Thế nhưng mà về sau vài ngày ở đây thế là con lại khỏi. Con nhờ ơn Chúa, nhờ ơn cha chữa bệnh cho con. Con là đạo con đi lương ạ. Đạo đi lương. Hallelujah.
Rồi tôi gửi tặng cho đứa con gái của chị ấy nha, cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót. Rồi nó là nó đi đạo hay nó đi lương? Nó lấy chồng bên đạo ạ. Rồi nó đi đạo không? Nó đi đạo. Giờ chị muốn đi đạo hay đi lương? Con muốn đi đạo ạ. Rồi cho chồng có tay nữa thì xem. Đây tôi gửi tặng chị cuốn Tâm Thiên Lòng Nhân Hậu của cha, và gửi cho nó cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha, đến vì yêu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, một người đang đi lương bây giờ muốn đi đạo. Rồi xin mời chị. Lâu lâu lại cũng có thêm một người con gái Việt Nam mà cao dài rồi. Thưa cha, con là Đào Bích Ngọc, con ở giáo xứ Hằng Bột, con 59 tuổi. Từ năm 1977 con bỏ Chúa, và Chúa đã ban lâu cho. Vậy là bao nhiêu năm chị bỏ Chúa? Con bỏ thế là năm nay là con 42 năm. 42 năm chị ấy bỏ Chúa. Bây giờ đâu mà sau 42 năm mà chị được ơn quay về với Chúa? Dạ thưa cha, từ khi con nghỉ hưu là con về được 10 năm, ngày nào con cũng. Chị làm cái gì mà chị nghỉ hưu? Dạ con thưa cha, con là công tác trong bộ, trong tổng cục chính trị, và con là đảng viên. Thế đâm ra chị giữ chức vụ gì? Con chỉ là tổ trưởng sản xuất của một 60 công nhân thôi ạ. Thế nhưng mà đến khi con nghỉ hưu thì 10 năm nay con nghe đi lễ nhưng con không được chịu lễ. Thế thì con vẫn cầu nguyện, con viết thư vào, con xin cha cầu nguyện cho con. Và đến ngày 4 tháng 11 năm 2018, đời con, tức là Chúa đã ban hồng ân cho con, và con đã được rước Chúa lần đầu. Hallelujah! Một người 42 năm bỏ Chúa, bây giờ đã quay về với Chúa, được rước Chúa lần đầu sau 42 năm. Hallelujah! Vậy là chị bao nhiêu năm ở trong đảng? Dạ thưa cô, thưa cha, con vừa rồi là con cũng được con kết nạp đảng năm con 1998, và đến năm 2010 thì bắt đầu con nghỉ hưu. Thế thì về con vẫn cứ đi lễ nhưng mà con chẳng bao giờ con được. Rồi bây giờ chị được ơn quay trở về với Chúa rồi, thì làm sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị đến đây để mà làm chứng cho Chúa? Dạ thưa cha, thì con cứ nghe bài giảng của cha đấy, thế đâm ra là con cứ cầu xin, con khẩn nguyện, con cầu xin Chúa là cho con được rước Chúa vào lòng. Thế nhưng mà đến ngày 4 tháng 11 vừa rồi, đúng chủ nhật đầu tiên của tháng 11, thế là con được đức cha ở giáo xứ Hằng Bột thông báo cho con là con đã được trên chức cho tên tòa tổng giám mục, là cho con được phép chịu lễ. Ơn thứ hai thì con làm chứng cho cháu con. Cháu kết hôn được 3 năm nhưng mà cháu vẫn chưa có thai. Thế con viết thư vào, con xin cầu nguyện với cha, thì đến nay cháu đã được có bầu 5 tuần. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn. Đây gửi tặng cho chị. Chị có cái máy 300 chưa? Có rồi, con có rồi. Để chị cần cái gì, thích cái gì? Thưa cha, con chỉ cầu xin cha cầu nguyện cho con cái móc khóa. Rồi, cho thêm móc khóa. Rồi, đây tôi gửi tặng cho chị cái móc khóa nha. Và cái gì nữa? Rồi, và đây là cái vòng. Đây chị gọi là cái vòng. 42 năm bỏ Chúa vì xin cái vòng. Chị biết cái vòng này gọi là cái gì không? Cái này để con lần hạ. Đây gọi là Chúa gì? Lòng Chúa thương xót. Vâng, cái chuỗi lòng thương xót hay là chuỗi mân côi chứ không phải là cái vòng. Nhớ chưa? 42 năm bỏ Chúa vẫn còn nhớ cái vòng. Đây xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi xin mời chị lên đây. Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Độ, con ở giáo xứ Hòa Bình thuộc giáo phận Hương Hóa ở miền Bắc. Con năm nay con 68 tuổi. Thưa cha và cộng đoàn, con lên đây để con làm chứng nhân cho Chúa, rồi con được ơn chữa lành. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là thưa cha, năm tháng 6 năm 2013 là con đi khám ở bệnh viện ca, là người ta kết luận con là bị ung thư tử cung. Thế là con về con cũng buồn, và con đến dưới lòng thương xót Chúa, con xin cha cũng như cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Và sau một tháng con đi khám lại thì con
không còn khối u ác tính nữa. Vậy là con đã tạ ơn Chúa, Chúa đã ban ơn chữa lành cho con. Ơn thứ hai, con xin làm chứng cho một cái đứa em dâu của con dâu con, nó được mang thai, mang bầu được 7 tháng. Thì khi đi khám, người ta bảo là đứa trẻ là bị u não và đẻ ra là bị bệnh não ung thủy, tức là bị sống thực vật. Thế thì nó về nó khóc, nó buồn. Thế con thấy con dâu con cũng buồn, con hỏi thế thì mợ nó làm sao? Nó bảo là nó đi khám là con nó bị u não và bị não ung thủy. Thế con mới bảo con dâu con là vậy thì hỏi chân mợ nó có tin thác vào Chúa không? Thì mẹ sẽ cho số điện thoại của cha Long, mẹ soạn tin nhắn cho để cho mợ nó trực tiếp nhắn tin vào cho cha, và cộng đoàn khấn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho. Thì nó điện cho em dâu nó thì nó nói là nó tin thác vào Chúa. Thế là con cho số điện thoại và con soạn tin nhắn cho mợ nó. Thế và nó trực tiếp nó nhắn cho cha lúc 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 10 năm 2017. Thì chỉ sau 5 phút thì là nhận được tin nhắn của cha là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Vậy thế là được nửa tháng sau nó đi khám. Vậy là có khu trước là 12 cm, 19 cm, thì đã rút lại còn có 3 cm và 5 cm. Và sau một nửa tháng nữa đi khám thì coi như khối u đã hết. Và bây giờ đứa trẻ sinh ra thằng bé được 3 cân 9, rất khỏe mạnh và rất là hóm hỉnh ạ. Con tạ ơn Chúa ạ. Ơn nữa, thì cha con còn một ơn nữa, đó là ơn mà với con dâu con, nó làm bác sĩ ở bệnh viện. Thế mà nó không may nó xảy ra sự cố. Thế là nó là Dương Thị Minh Nghĩa ở bệnh viện ở thành phố Hòa Bình. Nó không may xảy ra sự cố, thế nó rất buồn. Thế con bảo thế thì con nhắn tin vào cho cha đi. Thế là nhắn tin vào cho cha, cũng độ 3 phút sau là được cha nhắn lại là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Và như vậy là mọi sự đã được bình an ạ. Và con vào đây để trước hết con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được những ơn mà theo như ơn của Chúa ban cho gia đình con. Và con cũng xin cùng cộng đoàn xin cầu nguyện cho cha, Chúa ban cho cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để giao giảng lòng thương xót Chúa, cũng như Chúa hiện diện nơi cha để chữa lành cho nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới này với những người mà con gửi cho bà bác sĩ đó một món quà nha, bà cầm về dùng tôi cái. Đây, món quà để cho bà bác sĩ con của bà đó nha. Đây là cái mảnh lòng thương xót đã cứu cái bà bác sĩ một bàn thua trông thấy nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi cho người bác sĩ ấy, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để trong bệnh viện người ấy biết được rằng là chỉ có Chúa mới là đấng chữa được mọi thứ. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Một người gần 70 mà anh chị em nói giọng rất rõ, cái độc đáo là cái đầu của anh nhớ từng ngày, từng giờ, từng cm khủng khiếp quá. Chúng ta thấy cái lời chứng đó không thể nào chạy đi đâu được. Và đó là điều mà chỉ có Chúa Thánh Thần làm được mà thôi. Vì còn nghe chị em nào khác còn muốn làm chứng cho Chúa coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 chúng ta chắc phải để dành đến chiều ngày mai, được không ạ? Nha, chiều ngày mai còn đi lễ không? Còn, chiều mai còn đi lễ. Chiều ngày mai đi lễ mà phải không? Rồi chiều mai đi lễ nha. Để chiều ngày mai đi lễ chúng ta làm chứng tiếp cho mọi người. Vì thời giờ không có cho phép, điều mỗi người chúng ta hãy cầm cái cuốn tập san trên tay hay là cây quạt trên tay và cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người chúng ta được mạnh dạn anh chị em ngồi xuống ra đi để loan truyền tin mừng cho mọi người. Tập sản mấy chị em cầm cuốn tập sản ở trên tay rồi. Rồi xin mời. Hả? À đây có một người ngoại đạo muốn xin cái trần hạt để đeo, để cha tử tặng cho con. Rồi xin mời anh chị em cầm cuốn tập sản trên tay. Nếu ai không có tập sản thì chúng ta cầm cái cây quạt trên tay và thinh lặng tự hỏi rằng theo gương Thánh Francisco Xavier, hôm nay chúng tôi những người tại giáo điểm tin mừng lãnh nhận ơn lòng Chúa thương xót
chúng tôi đã đi loan báo lòng Chúa thương xót như thế nào, bằng cách nào. Chúng tôi đã làm chứng cho lòng Chúa thương xót như thế nào, bằng cách nào, để làm cho lòng Chúa thương xót được đến với những người ngoại đạo, giống như là đến với viên đại trưởng trong bài tin mừng ngày hôm nay, và để cho tất cả những tấm lòng giáo mát, gươm đao trở thành cuốc, thành cày, những tấm lòng hận thù trở thành yêu thương, những tấm lòng khô khan trở thành những tấm lòng thương xót. Mình sẽ cầm và làm theo tư liệu của chúng tôi. Chúng ta hát bài ca dựng lễ.